Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm từ game Last War. Anh em nào mà hãy xem YouTube kiểu gì cũng thấy quảng cáo. Uầy, anh em luôn nghe quảng cáo khó chịu vai trưởng luôn, bởi vì cái thằng này nó cứ bắn vào những cái ô trừ ấy. Nếu mình cay cú quá mình phải vào để mình rồi. Ok, coi như nào nhở? Mình cũng vừa bắn vào ô trừ. À, hình như là bắn hết cái ô trừ đấy. Thì chúng ta sẽ được đến ô cộng nha. Rồi bắn vào cái thùng này thì mình sẽ có thể là nổ ra, mình sẽ nhận được thêm. Nhưng mà sao ít thế vãi trưởng ạ. À, không sao anh em ạ, đây chủ yếu là hướng dẫn thôi anh em nhá. Rồi mình múc luôn này. Chủ yếu nhiệm vụ của mình sẽ phải đi clear cái bọn zombie này. Ok, mẹ à bữa ấy. Ờ, à, ngon luôn, hoàn thành nhiệm vụ này, trở về căn cứ thôi. Ấy, hóa ra là mình cũng có căn cứ để xây dựng quân đội à. Ô ảo nhờ, mình cứ tưởng là đâu đó là chỉ bắn này thôi. Nhưng mà còn có xây dựng căn cứ nữa anh em nhau. Đấy, thêm một đống nữa ra rồi, ui dồi ngon luôn. Đấy, cái này là anh em phải rất cần thiết vào khả năng tính toán nha anh em. Rồi, lụm luôn này, cứ nổ cái thùng bom kia là ấy. Cả một đống ra luôn anh em ơi. Mày làm gì? Úi xời, con lành cái đào luôn, hoàn thành nhiệm vụ anh em nhớ. Trở về căn cứ xem nào. Ừ. Rồi, tiếp tục là xây dựng cái gì đấy. Ê, sao lại có thằng zombie đứng ở đấy nhỉ? Bắn vào cái khẩu súng trước này. Bom này, bom này. Chơi luôn này. Ơ kìa. Ô ô ô ô ô. Rồi, cứ nổ thùng bom là mình rất chi là ok đấy anh em ơi. Ai à. Ai à. Rồi, lộn thêm hai thằng nữa. Ai à. Không ăn được cái quả lựu đạn kia anh em ạ. Ui 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 ui. Rồi, ok. Mày làm sao. Mày à bưởi. Rồi, giành chiến thắng cực kỳ là easy anh em nhá. Hoàn thành nhiệm vụ trở về căn cứ. Tiếp tục là giành chiến thắng. Ui. À, mình vừa bảo là sao cưỡi con xe máy ngầu thế thì nhận luôn một từ mới anh em ạ. Ui, hộp quà to thế. Rồi, xây dựng xong phát là có luôn hình hộp quà anh em nhá. Đây là cái bọn zombie đang xâm chiếm căn cứ của mình. Mình đang cần phải giải cứu cho căn cứ của mình anh em ơi. Rồi luôn. Ấy ấy ấy. Đấy anh em thấy không? Bắn hết cái dấu trừ kia là nó cũng sẽ được lên cộng đấy. Ui à, bắn đau phết nhỉ. Cái chị đi xe máy này có cái quả thả lựu đạn cũng khá thốn đấy. Ui, đau thế. Ui ôi, may quá vẫn ăn được cái thằng bắn súng máy anh em ạ. Ui, không phải súng máy mà là súng phun lửa anh em nhá. Nghe phải súng phun lửa này đánh nó cứ bị giật dẹo kiểu gì ta. À, mục tiêu. Rồi, chiến luôn. Không có trồng lương thực các kiểu này anh em này. Xong rồi, nhận quà luôn này. Rồi, ok là. Mày làm sao? Mày làm sao? Ui, xin luôn này. Ui à, ba thằng nữa nhảy luôn. Ui, nhưng mà không đủ anh em nhá. Bắn. Ai. U cái cây cú thích à. Ui ôi. Zombie. Ơ kìa. Ơ kìa. Vẫn đạt mục tiêu anh em ạ. Ảo thế nhở. Không thể tin được anh em nhá. Thế mà vẫn đạt mục tiêu thì chịu rồi. Rồi, để xem nào. Có thêm 4 cái hộp quà nữa này anh em ơi. Tiếp tục là xây dựng căn cứ này. Chiến thôi. Ui ôi. Rồi. Cộng không anh em ạ. Cú thực sự. Nhưng mà vẫn nhảy thêm được một số những cái thanh niên nữa. Đây này. Cái màn này mình ăn được rất là nhiều súng ống. Các kiểu quân đội cứ phải gọi là ngập tràn luôn này. Đấy. Rồi. Ôi à. Con. Màn này full ác nhờ anh em nhờ. Chơi thế mà cuốn phết anh em nhá. Ui. Có thêm nhân vật nữa này. Đồ họa cũng khá là hay. Mình rất thích kiểu đồ họa kiểu này nhá. Nhìn chung là một số tựa game đến từ... từ kiểu như là mỹ mẽo các kiểu ấy thì đồ họa mình vẫn thấy nó kiểu châu Âu hay gì. Ừ, nó hay làm đồ họa kiểu như thế này như Rise of Kingdom này, mấy cái tựa game tinh anh tận thế như nào. Có con quái xịn à. Ui à, ui à, ui. Con này thế anh em luôn, chó ngao à. Con này phải con ngao à, không phải con này là con gì nhỉ. Tự nhiên quên mất tên. Pitbull à? Phải Pitbull nó hay ngao. Rồi, cái Pitbull thì nó hơi béo đấy. Ok, con này bị choáng rồi. Chính trưởng ngay, nhảy ra khỏi thành phố của mình ngay anh em nhá. Ok, xây dựng được căn cứ chưa? Rồi này, hình như đây là cái nhà chính của mình như sao ấy. Trông nó có vẻ khá là to anh em nhá. To. Thì đây, kéo cờ. Ui. Đầu quân Việt Nam đi chung lòng kêu cuộc. Ok. Ai sợ, ở Việt Nam luôn. Oax select anh em nhá. Ơ, thế đánh giá 5 sao luôn này. Ừ, đến luôn này.
Rồi, cho một phát 5 sao anh em ạ. Khá là ok với lá cờ Việt Nam bay phấp phới trong gió anh em nhá. Được luôn nhỉ. Tiếp theo là mình xây dựng căn cứ gì đấy. Một cái nhà nữa nhưng mà không biết làm gì. Ờ thôi, tạm thời ra đây xây dựng thêm một cái nhà nữa đi anh em ơi. Ui, nhà to thế. Quá. Cái chòi canh có một góc. Tiếp tục xem nào. Rồi. Tổng bộ đúng rồi. Đây 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 chính là căn cứ tổng bộ tổng bộ tổng bộ. Ok luôn. Ui à. Cái gì đây? Lại tiếp tục là con chó ngao Tây Tạng nó lao vào đây rồi. Ờ ok luôn. Chuyển nó luôn anh em nhá. Rồi. Tin luôn. Ui à. Lụm luôn. Lụm luôn. Ui à. Ngon luôn. Thôi nhưng mà hình như mình chơi nó bị hơi giật tí anh em nhá. Anh em thông cảm tí, máy của mình nó đang hơi cùi quá à. Rồi ok. Ừ. Đây rồi. Trùng cuối. 2000 máu. Ồ, con này mình có thể chạy được xung quanh. Đấy. Thỉnh thoảng nó cứ bị giật cú thế nhở. Ok luôn này. Cuối cùng thì mình cũng đã tiêu diệt được con chó ngao Tây Tạng đấy rồi. Và hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo anh em nhá. Quay trở về căn cứ xem được cái gì đây. Cứu mang coi như nào. Ừ, anh hùng phải cứu bệnh nhân thôi. Bom sắp nổ à? Căng vậy. Như nào, ấn một quả bom. Trong lúc bom sắp nổ lại còn đi xây dựng căn cứ là như nào nhỉ? À không, để hello cho mình. Ôi, có thêm cái trực thăng này. Trực thăng này không biết là do thám được cái gì không nhỉ? Rồi luôn. Lại quay trở về cái căn cứ cũ luôn. À, do thám một lúc thì thấy zombie đang ở bên ngoài này anh em ạ. Giờ phải cho vào đi chiến đấu tiếp anh em nhá. Dọn dẹp xác sống này. Tiến luôn. Ây à. Ok luôn. Ô, mấy cái này thì quá là đơn giản đối với mình luôn đi. Ơ, nhưng mà cái màn này thì mình không di chuyển được lên phía trước. Mình chỉ đi được sang hai bên thôi anh em nhá. À, cái chế độ này nó lại hay ho phết nhờ anh em nhờ. Ui, thế này thì mình phải có nhiều quân đội hơn thì nó sẽ dễ đánh hơn. Bây giờ mình chỉ có hai quân lính ấy. Mason với cả cái thanh niên cầm súng máy. Thế thành ra là đi đánh đấm nó sẽ khá là ấy. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cấp lên nhá anh em. Nâng cấp được cả quân đội nhờ. Ui, được cái chứ. Chính ra là mình đánh giá cao về cái đồ họa này anh em này. Đồ họa hay phết đấy. Không đùa. Đang nhàn rỗi xây dựng luôn nè. Nâng cấp luôn này. Tiếp tục xem nào. Người sống sót. Ruộng. Ô, cứ nhận quà cái đã anh em nhé. Cabin tận xây thành công. Ô, lại nhận được thêm rồi này. Xây xong khá là đơn giản nha. Cứu mạng cô gái em nhở. Vân vân quá. Khu vực ngoài này có gì không ta? Rồi. Chạy lính nhỉ. Phải cần tổng bộ level 3 thì thôi mình cứ chiêu mộ lính thêm đi. Lương thực này. Cho thêm nông dân rách vào đây. Ui, hai nông dân liền. Nhưng một ông thì hơi già đấy. Để một số phần thưởng này. Ok này. Rồi sao này. Tiếp tục thôi. Dạ. Và đây có một cái xe tải. Lụm luôn xe tải được không? Căng nhỉ. Dùng một cái xe tải mà đâm hết bọn zombie kia thì lại dễ quá. Ok. Rồi tiếp tục nào. Nhận được thêm khá phần thưởng anh em nhé. Ủa, cái này mình đi nâng cấp tướng ngon luôn này. Nâng cấp quân đội ấy. Rồi thêm một quân lính nữa. Ok, chiến thôi. Ui à. Anh em mới bắn rocket anh em ạ. Thấy tao phết, mỗi tội là tốc độ bắn nó hơi chậm và hồi chiêu hơi lâu anh em nhá. Ui à, nhưng mà đánh thì đánh được diện rộng anh em ạ. Tiếp tục là chúng ta lại có một con tinh anh. Đời ơi, con zombie này trông giống ở trong tsunami ấy nhỉ. Zombie tsunami. Ui, nhưng mà hỏa lực của mình mạnh quá. Cái đấy nó chưa lao đến nơi thì nó đã bị hẹo rồi anh em ạ. Tiếp tục là giành chiến thắng. Nhận được khá nhiều phần thưởng anh em nhá. Giờ nâng cấp này. Đấy, nhiều tài nguyên chưa. Có một cái kỹ năng gì đó anh em ạ. À đây này, kỹ năng mới này anh em này. Ui, thanh niên này chỉ là SR thôi. Bảo sao bắn tốc độ lâu quá. Rồi xin luôn. Có thêm hình cái kìm. Ồ, có một cái dương. Hi hi.
À, đây à? Xe tanh này liệu rằng có sửa chữa đấy không đây, hay là quân nó này, quân mình luôn đấy. Ok, bây giờ bắt đầu mình ui, cái gì đấy, URL. Ôi trời ơi, cày thế nhở, là cần phải nạp anh em ạ. 20k. Được rồi, chơi cái này đã. Bùm. Bùm, đúng rồi. Dạ, thôi, xong rồi, trừ mất một quân lính của mình rồi anh em. Chậm tay quá, chậm tay quá. Ui, trừ bảy mấy này thì không kịp rồi. 22 cái là được này. Có thêm tí năng lượng này. Đấy. Ui, mà này dễ quá anh em ạ. Ê à, sau khi mà có cái búp pin pin năng lượng cái mà em rocket của mình ấy bắn như kiểu là bị lên đồng luôn. Được anh nhỉ. Anh em thấy tựa game này như thế nào? Để lại comment ở bên dưới nhé. Nếu như anh em nào cũng chơi thì nhớ comment luôn nha. Và nếu như anh em mong muốn mình chơi tựa game này thêm nữa thì để lại comment ở bên dưới luôn nhé. Để mình có thể làm tập 2 về tựa game này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.